崖遍地是花香。流浪的人儿啊，心上有了他，千里万里也会回头望。草原最美的花，火红的萨日朗，火一样热。Phấn khích vì cuối cùng mình đã có thể làm được những cái video như thế này rồi. Tất nhiên nếu như tóc mình mà ngắn quá mà chia sẻ những cái điều này thì thực sự là các bạn sẽ không thuyết phục và cảm thấy rất là kịch cỡ đúng không? Thế nên mình mới phải trải qua 1 năm 2 tháng nuôi tóc để mình có thể rút ra một kết luận. Đó chính là sẽ có 17 điều lợi ích khi mà bạn có một mái tóc dài. Vì danh sách rất là dài nên chúng ta hãy nhảy luôn vào video thôi. Số 1, đó là bạn có thể thay đổi ngoại hình một cách nhanh chóng. Mình có thể biến từ một con sư tử thành một bậc thầy ninja chỉ vỏn vẹn trong vòng 10 giây. Số 2, có rất nhiều kiểu tóc mà mình có thể thử. Bạn có thể để xõa xuống, buộc kiểu tóc man bun, buộc top knot, hất tóc sang bên phải, hất tóc sang bên trái. Bạn cứ kể tên đi, và sự đa dạng là không thể nào đếm xuể. Khi mà bạn tóc ngắn thì nhiều nhất bạn chỉ để được 2-3 kiểu thôi. Số 3 là sẽ không có ngày tóc xấu. Khi mà bạn mới ngủ dậy, bạn sẽ quá lười để tạo kiểu tóc. Đó là lúc kiểu tóc men bun chính là món quà của tạo hóa. Bởi vì mình chỉ cần cột tóc lên và cứ thế xách bông ra đường thôi. Số 4 là sẽ tự tin hơn rất nhiều lần. Mình có thể ra ngoài đường với tâm thế: tôi đã tận hưởng bản thân đây. Nuôi tóc là một giai đoạn cực kỳ khó khăn. Chúng ta sẽ luôn phải đối mặt với những người mà cắt tóc đi. Khi mà bạn nuôi được mái tóc men bun thành công rồi thì bạn tha hồ làm như này. Số 5, đó là tóc dài không phải ai cũng để được. Mình là rất là thích sự khác biệt, không thích chạy theo đám đông. Bạn sẽ không thể nào biết được bạn có thích hay không nếu như bạn không thử. Số 6, khi mà chụp ảnh thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Những bức ảnh mà mình chụp trong khoảng gần đây là cực kỳ flow, cực kỳ bay bổng. Như là ảnh này, ảnh này, ảnh này và ảnh này. Mình thấy rất là tự nhiên và có rất là nhiều câu chuyện xung quanh mái tóc đấy. Khi mà mình có tóc ngắn thì đi chụp thực sự rất là khổ. Khi mà bạn mình phải căn góc kiểu góc thần thánh làm sao cho là đẹp nhất. Nhưng mà với tóc dài thì không nha. Mình chỉ cần đứng một cách tự nhiên, thế là ảnh đã đẹp rồi. Số 7 là bạn không cần phải cắt tóc quá thường xuyên. Điều duy nhất mà mình làm đó chính là tỉa phần khô sơ và phần bị chảy ngọn đi thôi. Mà mình có thể tự tỉa được ở nhà. Thế nên là tôi đang nói những bạn tóc ngắn đấy, khi mà cứ 3-4 tuần thì lại phải đi cắt tóc một lần. Mà bây giờ cắt tóc đắt phết, 100.000 cho một lần cắt. Nói vậy thôi chứ tóc các bạn đẹp lắm, không sao đâu. Vào mùa đông thì tai, tay và bàn chân là những thứ dễ bị lạnh nhất. Tay thì có găng tay rồi, chân thì có tất rồi. Thế còn tai, lấy gì để che? Tất nhiên là tóc rồi. Khi mà bạn có tóc dài thì râu tự nhiên lại hợp bạn một cách lạ lùng. Mình nghĩ đơn giản, khi mà Chúa mà sinh ra chúng ta thì Chúa cho chúng ta khả năng đó chính là nuôi tóc và nuôi râu. Thế nên không phải tự nhiên mà tóc dài lại cực kỳ hợp với râu. Bởi vì đó là cách mà chúng ta vốn dĩ được sinh ra mà. Nên các bạn hãy thử nuôi tóc và nuôi râu một lần xem sao. Chứ mình là mình phải cạo râu để còn ghi hình cho đẹp. Chứ mấy lần trước các bạn chê suốt cho nên mình phải cạo đi. Mình đang khuyến khích kiểu này, không khéo các bạn lại thi nhau nuôi tóc và nuôi râu.
Thế là ra đường ai cũng giống như Chúa Giêsu hết thì chết. Số 10 là bạn sẽ gợi được rất là nhiều câu chuyện xung quanh và làm quen sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Mình học ở trường sân khấu, thế nên rất là nhiều người chào với cả làm quen với mình. Mình cảm thấy rất vui vì tiếp xúc với nhiều người và mình có thêm động lực để mình có thể nuôi tóc. Người cùng chung chí hướng mà. Số 11, sẽ có một vài cô gái sẽ ghen tị vì mái tóc của bạn còn đẹp hơn, còn mượt hơn cả mái tóc của cô ấy. Khi bạn đi tắm biển thì nhìn bạn sẽ năng động, quyến rũ hơn gấp 100 lần so với những người mà để tóc ngắn. Mình rất thích cái trò hất tóc, nhưng mà mình chưa có cơ hội đi biển vì dạo này dịch dã quá, cứ ngồi ở nhà suốt thôi. Số 13, không những đa dạng về kiểu tóc mà các bạn có thể đa dạng về những sản phẩm tạo kiểu tóc. Có nhiều sản phẩm có thể thay đổi texture, thay đổi volume và thay đổi độ mềm mại cho tóc, tùy thuộc vào nơi mà bạn định đến. Số 14, tóc dài có thể che được những nhược điểm trên đầu của bạn. Khi mà mình để một kiểu tóc ngắn thì sẽ lộ ra một cái sẹo ở bên trái đầu của mình này. Tại vì ngày trước là mình nghịch xong rồi mình ngã cầu thang từ tầng 2 xuống tầng 1, thế là va vào đâu đó, thế là có một cái sẹo to đùng ngay đây. Nhưng từ khi mình để tóc dài thì mình không cần phải lo về vấn đề đấy nữa. Ngoài sẹo ra thì những bạn có khuôn mặt gầy, hơi hóp hoặc là tai vểnh ra hai bên này, thì tóc dài là một lợi thế để bạn có thể che những nhược điểm đấy. Tất nhiên đấy chỉ là lựa chọn thôi, và chúng ta rất thích lựa chọn. Số 15, khi mà có ai đó nghịch tóc bạn thì đó là một cảm giác tuyệt vời nhất. Nhưng mà nghịch thì nhẹ nhẹ tay thôi nhá, chứ nhiều bạn sờ như kiểu vò đấu bứt tai ấy, đến lúc đánh cho lại hỏi tại sao. Số 16 là các bạn có cơ hội để khám phá bản thân. Các bạn nghĩ ngay từ đầu mình đã biết tóc mình xoăn đến như này rồi á? Không hề. Chỉ khi mình nuôi dài ra thì mình mới biết rõ được chất tóc của mình như nào. Tóc nó vừa cứng, vừa khô, rất là dày mà lại còn uốn lượn nữa. Thế nên các bạn đừng ngần ngại mà khám phá tất cả mọi kiểu tóc để xem mình thích gì và mình không thích gì á. Cuối cùng, số 17 là các bạn có khả năng để được kiểu tết tóc. Nếu như tóc của mình dài ra thêm một tí nữa thì mình hoàn toàn có thể tự tết tóc của mình. Mình chưa thử tết tóc lần nào nhưng mà đó sẽ là một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. Đó là video của tháng này. Rất cảm ơn vì các bạn đã xem đến cuối video. Hãy cho mình một nút like nếu như các bạn học được điều gì mới, hoặc là các bạn đồng tình với mình 17 điều trên. Và hẹn gặp các bạn ở 2 tháng tiếp theo.